Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể anh chị nha. Chào mừng toàn thể chị quay trở lại kênh Thiên Định TV. Hôm nay là Thiên Định đang hôm nay là cuối tuần thôi chị ạ, thứ bảy ngày 1 tháng 6 năm 2024. Thiên Định đang có mặt tại Vinhomes Ocean Park, ở đây là Ocean Park 2. Bên này là khu gọi là khu Little Hồng Kông thôi chị ạ. Hiện tại chủ đầu tư cái khu Little Hồng Kông này quá là đẹp luôn. Chủ đầu tư đang trang trí nói chung là phải nói là từ một cái khu nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà khi đúng là đã trang trí vào là trông nó rất là lung linh, rất là đẹp. Thì mình cũng phải đánh giá luôn là chủ đầu tư hiện tại đang 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 tập trung vào cái khu này. Sau này đây sẽ được mặc định là một cái khu gọi là ăn chơi nhảy múa luôn chị ạ. Đấy, giống như cái khu gọi là phố Bùi Viện đấy, ở trong Sài Gòn đấy. Thì mình sẽ đi, hôm nay là ngày cuối tuần cho nên là các cái khu như vịnh biển và biển hồ tạo sóng thì rất là đông 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 gọi là mọi người, tại vì chúng ta phải hiểu được rằng là đợt này là các bạn học sinh cũng được nghỉ rồi, coi như là hè, cho nên là bố mẹ cũng cho các bạn ấy đi tắm biển rồi đi 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 chơi rất là thích, cho nên là những cái ngày cuối tuần như này thì chắc chắn sẽ rất là đông của chị nhá. Bây giờ là đã vào hè rồi, như tuần này là hầu như là học sinh đã được nghỉ hết rồi chị ạ, nói chung là từ Bắc tới Nam là học sinh hầu như đã nghỉ hết rồi. Đấy, mọi người hầu như là bây giờ là xác định là đang trong cái thời gian nghỉ hè. Đấy, thì hầu như là mọi người sẽ đi chơi nhiều hơn. Cuối tuần sẽ cho con đi chơi. Đấy, nhưng hôm nay thứ bảy này, ngày mai chủ nhật này, đúng không ạ? Là mọi người sẽ đi chơi đông đông hơn. Đây, ở đây là cổng cổng vào của biển này, biển biển hồ tạo sóng này. Royal Way Park của chị ạ. Hà Nội Royal Way Park. Bây giờ đang là 4 giờ rưỡi rồi chị nhá, 4 giờ rưỡi chiều, buổi chiều. Đây, mọi người đang xếp hàng để mua vé vào biển rồi chị ạ. Thiên Định cũng vừa đi dạo, vừa chia sẻ với chúng ta về cái thị trường tại Vinomotion Park 1, Vinomotion Park 2 và Vinomotion Park 3 nhá. Như hôm nay thì sáng nay thì Thiên Định gọi là hầu như là chỉ có dẫn khách ở Ocean Park 1 thôi. Khách Ocean Park 1 thì đợt này rất là nhiều. Đấy, chiều đến chiều thì Thiên Định không có khách thì Thiên Định mới xuống đây Vinomotion Park 2. Thực ra là Vinomotion Park 2 thì đợt này có một số các cái, thứ nhất là chính sách mới này. Đấy, đưa ra rồi có cái chương trình tặng xe này. Bên cạnh đó là bây giờ những cái căn mà như bên Hải Âu hay bên Cọ Xanh ký hợp đồng là mặc định trong hợp đồng nó có những cái thông tin là được phép kết hợp kinh doanh đấy, nó rất là hay. Mà cái này thì chủ đầu tư không có thông báo đâu, Thiên Định cũng không thấy có cái chương trình thông báo hay là có một cái quyết định gì cả, mà hiện tại là hợp đồng, các cái hợp đồng mà ký ấy, thì sẽ có cái câu là mục đích sử dụng là nhà ở và được phép kết hợp kinh doanh theo quy định của pháp luật của chị nhá. Đấy, nó thêm một cái câu đấy thì mặc định là chúng ta sẽ được kinh doanh. Đấy, mặc định là sẽ được kinh doanh ở kể cả những cái phân khu như Cỏ Xanh hay là kể cả Trà Là hay là ở bên Hải Âu của chị nhá. Thì đấy là một trong những cái lợi thế cho những cái khu mà hiện tại chưa được kinh doanh thì sẽ được chủ đầu tư cho phép kinh doanh. Đấy, nhưng mà nó cũng sẽ là một cái gọi là bất lợi cho các cái khu đang đang kinh doanh. Nếu như chúng ta là đang là khu kinh doanh như là ví dụ như là Kinh Đô hay Sao Biển thì sau này nó không còn là cái điểm nhấn nữa, đúng không? Sau này nó không phải là còn cái gì nó lợi thế hơn nữa. Vì trước đây là chúng ta có thể hiểu được rằng là Sao Biển hay là Kinh Đô là những cái khu chúng ta hiểu là được phép kinh doanh, còn các cái phân khu kia thì không được phép kinh doanh, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thì chúng ta xác định luôn là tất cả các khu đấy, đều được phép kinh doanh thì nó cũng sẽ có những cái thay đổi chị ạ. Có những cái thay đổi, trước đấy thì khách có thể là tập trung ở Kinh Đô hoặc là Sao Biển, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ sẽ qua các cái trục đường lớn như các cái khu như là Cọ Xanh hay Trà Là hay là Hải Âu. Chúng ta hiểu một điều, nhưng mà chúng ta hiểu một điều là cái thời điểm mở bán chủ đầu tư ban đầu nha chị nhá, thì hầu như là Sao Biển nó cũng giá cũng cao hơn đấy. Các cái phân khu như Cọ Xanh và Hải Âu đến thời điểm này cũng vậy thôi. Đến thời điểm này thì giá các cái phân khu như Cọ Xanh và Hải Âu nó cũng là rẻ hơn so với cả bên Sao Biển. Đấy, hay là Trà Là cũng rẻ hơn, tại vì nó là những cái khu gọi là không kinh doanh mà chỉ để ở thôi.
Nhưng mà bây giờ thì Thiên Định nghĩ rằng dần dần những cái khu kia, đặc biệt là những cái căn nằm trên những cái trục đường lớn nha chị nhá, chắc chắn là nó sẽ lợi thế hơn. Đấy. Bây giờ Thiên Định chia sẻ luôn là với những cái căn trên trục đường lớn như Cọ Xanh 18 hay là Cọ Xanh 12 này, Hải Âu 4 này, đúng không ạ? Hải Âu 6 này là những gọi là dãy mà Thiên Định đánh giá luôn là các cái trục đường lớn mà trước đây không được kinh doanh, bây giờ được kinh doanh nó sẽ cực kỳ lợi thế. Đấy. Và giống như là hiện tại ví dụ như Song Lập đi, à Tứ Lập Hải Âu 6 thì cũng đang có những căn Tứ Lập 120m giá đang chỉ tầm khoảng hơn 15 tỷ. Như đường là trục đường 20m rất là đẹp luôn chị nhá. Còn đối với những cái sản phẩm bên Vinhome Ocean Park 3 thì hiện tại thì chủ yếu là đang là bán mới, chuyển nhượng thì chủ yếu chỉ tập trung Ocean Park 2 thôi. Và thực ra là Thiên Định thấy được rằng là bây giờ cái hàng chuyển nhượng giá cũng không phải là rẻ nữa không chị ạ. Bây giờ giá đã tăng lên rồi, nhưng mà hầu như là đặc biệt là cái phân khu thì phân khu nào cũng có cái sự gọi là chuyển nhượng, cũng gọi là kiểu như cũng vẫn có những cái căn mà cắt lỗ giá rẻ của chị ạ. Chúng ta cũng phải hiểu một điều rằng với một cái dự án nó nhiều căn như vậy đúng không ạ, thì không thể tránh khỏi được rồi đúng không ạ. Có những cái trường hợp bị ngập bị lụt rồi, có những trường hợp cần phải thanh khoản gấp rồi, có những cái trường hợp người ta thay đổi mục đích, người ta cần bán nhanh đúng không ạ. Thì chắc chắn một điều rằng nó luôn luôn có những cái trường hợp rẻ bán cắt lỗ và giá rẻ. Đấy, còn thời điểm này thì là cái giá cắt lỗ của nó cũng không còn quá là sâu nữa rồi. Đấy, nhưng mà Thiên Định chia sẻ luôn với một bây giờ nha chị á. Bây giờ thời điểm bây giờ là đang cái thời điểm hè. Đấy, là Vinhome Ocean Park 2, Ocean Park 3 đều là những gọi là những cái khu đô thị mà có những cái tiện ích đấy phục vụ về mùa hè. Nó cực kỳ đông đúc và sầm uất như Vịnh Biển 4 mùa, Royal Way Park, hay là bên vịnh biển 4 mùa là Paradise đúng không ạ. Đấy, Paradise ở bên Vinhome Ocean Park 3 và Vinhome Ocean Park 2 là biển hồ tạo sóng. Thì đây đều là những cái dịch vụ về mùa hè. Thì chắc chắn một điều rằng là cái thời điểm mùa hè từ tháng 4, tháng 5, tháng 6 chắc chắn nó sẽ có cái sự sôi động về cái việc mua bán của chị ạ. Nó sẽ có sự sôi động. Thiên Định nghĩ là trong thời gian tới nó sẽ có sự giao dịch nhiều. Đấy. Còn thực ra là bây giờ chúng ta hiểu một điều rằng cái hàng, số lượng hàng chủ đầu tư vẫn còn và ra cũng ra hàng cũng nhiều. Chính vì vậy mà thực ra chúng ta phải làm sao ấy, chúng ta tìm cách chúng ta mua và tìm hiểu, chúng ta mua cho mình những cái sản phẩm nó có những cái gì đặc biệt hơn một xíu. Đấy. Chúng ta đừng có mua những cái sản phẩm đại trà, đúng không ạ? Đấy. Một là phải đẹp hơn, hai là phải rẻ nhất, đúng chị ạ? Đã không đủ tiền thì chúng ta phải tìm những cái sản phẩm thật rẻ nhất thị trường. Còn hai mà đã có tiền và tầm tài chính nó ok thì chúng ta phải mua cho mình những cái căn đẹp. Thì như thế thì sau này nó mới tiềm năng được, đúng không ạ? Còn thực ra là chúng ta cái bài toán ở đây là Thiên Định là hiện tại là Thiên Định bán cả hàng chủ đầu tư, cả hàng chuyển nhượng. Nhưng mà thực ra là Thiên Định chia sẻ luôn là thật ra đợt này là hầu như là nếu như chúng ta giá mà hợp lý nhất đang là có phân khu Vịnh Tây. Vịnh Tây có những cái sản phẩm mà bây giờ giá chỉ tầm khoảng 6 tỷ 4. Đấy, 6 tỷ 3 đến 6 tỷ 4 cho một căn 52m. Giá nó rất hợp lý anh chị ạ. Và cái sản phẩm 52m thì bây giờ nó chỉ có ở Vịnh Tây thôi. Đấy, chắc chắn một điều là sau này sẽ không còn cái diện tích bé như vậy nữa. Và như Vịnh Tây 4 và Vịnh Tây 2 mà đã bán xong rồi thì tổng cả hai giải nó chỉ đâu đó chỉ tầm khoảng mấy chục căn thôi. Mà đã bán xong rồi chắc chắn một điều là sau này chúng ta tầm tài chính chúng ta phải để chúng ta mua vào thì chắc chắn sẽ không còn những cái sản phẩm có cái mức giá như vậy nữa. Không những giá nó hợp lý mà quan trọng là cái diện tích của nó cũng vừa phải. Cho nên là chúng ta mới có những cái sản phẩm như vậy. Bây giờ thời điểm như này là chủ đầu tư mới ra hàng. Đấy. Còn thực ra thì Định cũng phải đánh giá một điều rằng là đối với những cái sản phẩm tại Vinhome Ocean Park 2 và Ocean Park 3, đặc biệt là những cái phân khu như phân khu thời đại này, phố biển này, đấy là những cái phân khu hiện tại thì chắc chắn một điều rằng hàng của chủ đầu tư vẫn còn, và còn thì chắc chắn một điều rằng cũng để mà còn thì Thiên Định nghĩ cũng phải ít nhất các phân khu đấy phải còn ở tổng khoảng 30%, 3-40%. Thì hầu như là quan trọng là chúng ta phải hiểu được là chúng ta lựa chọn căn nào. Như hiện tại phố biển thì Thiên Định đang có những căn vị trí rất đẹp, căn góc, và chúng ta nên mua thì mua cho mình những cái căn góc. Chắc chắn nó sẽ là lợi thế sau này, tại vì số lượng góc nó không nhiều. Mà góc của nó thì chúng ta phải hiểu được một điều là khi mà hàng của nó đã hết rồi ấy, thì chắc chắn một điều là nó chỉ có cái tăng giá thôi các chị ạ. Chỉ tăng giá thôi. Còn bây giờ là hàng của chủ đầu tư thì bây giờ nó vẫn đang còn, thì làm sao nó tăng được? Chưa tăng được. Chắc chắn một điều là Thiên Định cũng là người bán hàng, cam kết để mà cam kết mà sau này tăng giá thì nó phải là khi nào chủ đầu tư phải bán hết hàng các chị nhá. Đấy là cái điều chắc chắn luôn. Và cái Thiên Định là Thiên Định phân tích một cách khách quan luôn. Đấy, mình không thể nói là
giá lên ở mầm như thế này thế kia được. Và các cái trường hợp cắt lỗ cũng có rất nhiều khách hàng bảo nhắn tin bảo hôm trước vừa bảo mua x này x kia, bây giờ lại bảo là bán cắt lỗ. Cái bán cắt lỗ của chúng ta là nó cắt lỗ ngày trước nó đã cắt lỗ rất sâu rồi, bây giờ nó cắt lỗ vừa vừa, nó cắt lỗ ít hơn, đúng không ạ? Còn những cái sản phẩm mà x thì chắc chắn một điều rằng là x trong cái thời gian nó phải là thời gian lâu dài chứ không phải trước mắt, mà hàng của chủ đầu tư vẫn còn thì nó không thể x được. Quan trọng chúng ta lựa chọn cho mình những cái căn đẹp thì chắc chắn nó sẽ x thôi, chắc chắn một điều nó sẽ x tài khoản thôi, chắc chắn là giá nó sẽ leo thang rồi chị ạ. Nhưng mà chúng ta phải tìm đến những cái căn đẹp của chị nhá. Còn đối với Vinhome Ocean Park 1 thì lại chia sẻ luôn, bây giờ tìm căn mà hợp lý nó rất ít luôn. Cho nên là nếu như bây giờ thực ra nếu ai mà đang quan tâm Ocean Park 1 nhá, hoặc là tầm tài chính để đủ được mua Ocean Park 1 thì chúng ta nên mua nhanh và khẩn trương luôn. Tại vì bây giờ chúng ta thì lại chia sẻ luôn, hàng bán đợt này bán rất nhanh. Đấy, ngày nào cũng giao dịch ít nhất là 3 đến 4 căn. Đấy, còn là có thể là ít thì tầm khoảng 1 2 căn, còn đâu là toàn 3 4 căn. Mấy hôm nay là giao dịch mỗi ngày tầm 3 4 căn. Liền kề cũng có này, xong lập đơn lập giao dịch hết cô chị ạ. Và mua bán rất nhanh luôn. Thế định phải chia sẻ luôn là Thế định là người bám sát thị trường rất rất sâu. Đấy. Mình hiểu được thị trường như nào. Đấy, Thế định sẽ rẽ vào đây là phố biển này. Bệnh trên đường 8 và phố biển 19 này. Trục này là cái trục gọi là trục đẹp đây. Hiện tại thì Thế định phải chia sẻ luôn là Venice và Cây Thao là những cái khu vực mà nó thu hút được khách du lịch về chơi tham quan, chụp ảnh rất là đông. Cho nên là những cái con phố như phố biển 19 này, vị trên đường 8 này. Đấy, rồi những cái trục đường bên Cây Thao thì có San Hô 1 này. Đúng không? San Hô 1, San Hô 2 này cũng là những cái trục đường đẹp gần với những cái khu thương mại dịch vụ đang kinh doanh, gọi là có cái lượng khách qua lại rất là đông như thế này, thì thời điểm này là cái thời điểm mà giá hàng rất là tốt. Nhưng mà Thiên Định chia sẻ luôn nhé, chúng ta những cái căn mà ở phố biển 19 này, hoặc là những cái căn mà ở cái, những cái vị trí sát với Cây Thao như San Hô 1 nha chị á, thời điểm này là thời điểm đang có sóng. Đấy, thời điểm này là thời điểm mà chúng ta có thể bán chênh được luôn. Những cái trục này là chúng ta có thể bán chênh được, phố biển 19 là bán chênh được luôn. Nhưng mà để một thời gian nữa mà không còn những cái sự kiện thì chưa chắc đâu chị ạ. Tại vì thực ra là Thiên Định chia sẻ luôn là Venice là một cái khu Thiên Định phải chia sẻ là rất là đẹp. Và hiện tại nó cùng kết hợp với chủ đầu tư đã tổ chức những cái sự kiện như bắn pháo hoa cuối tuần, nó cũng là cái tâm điểm để gọi là kéo khách về rất là đông. Chủ yếu là chúng ta mà về thứ bảy chủ nhật thấy nó rất là đông, còn những ngày thường thì nó sẽ vắng hơn chị nhá. Thì chúng ta bây giờ thì thực ra thì định chia sẻ luôn những cái căn mà nằm ở trên cái trục đường này đang là lợi thế. Thứ nhất là lợi thế lúc mua thì những cái căn này, căn thường nó chỉ rơi tầm khoảng hơn 15 tỷ thôi. Đấy, nhưng vừa rồi đã bán chênh lên đến tầm khoảng 18, 19 tỷ rồi. Hoặc là những cái căn xẻ khe thì giá tầm khoảng 19 tỷ thì bây giờ đã bán 24, 25 tỷ rồi chị nhá. Đấy, cho nên là bây giờ là cái thời điểm đang được giá đấy, đang có sóng ở cái trục này. Đấy. Hôm nay là Grand World rất đông rồi chị ạ. Thì lại phải chia sẻ là hôm nay Grand World rất đông. Nhưng mà thời tiết vẫn đang là rất là nắng. Thời tiết mà không nắng thì định có thể đọc vào quay chị xem. Thực ra là Thiên Định quay rồi chia sẻ rồi nói nhiều quá nó mệt, thật sự là rất mệt. Như sáng nay là đi dẫn khách tiếp khách, gọi là nói chung là một dưới Ocean Park 1 rất là mệt luôn. Đấy. Tiếp gọi là nói chung là tính Thiên Định là khi mình tiếp khách ấy là năng lượng nó rất cao. Đấy, khi mà tiếp khách một khách nào đấy thì cái việc mình chia sẻ nó nhiệt tình, mà mình nói rất nhiều và mình chia sẻ với cái mức năng lượng rất cao. Đấy, cho nên là lúc nào cũng có hao hụt năng lượng nhanh lắm. Nhưng mà là trước, ngày trước gọi là Thiên Định gọi là nói không biết mệt đâu, nhưng mà đợt này là mệt rồi. Từ sau khi chạy bộ nhiều quá bị gọi là chấn thương thôi chị ạ. Thì bây giờ hầu như là sức khỏe bây giờ nó không được như ngày xưa nữa. Cho nên là thực ra là hiện tại là Thiên Định đang vẫn trong cái thời gian gọi là thời gian nghỉ dưỡng đấy. Đấy. Bác sĩ bảo là vẫn đang trong đang nghỉ dưỡng đấy, nhưng mà lúc nào ngày nào cũng rất là tận tâm đi quay phim chia sẻ rồi dẫn khách, ngày nào cũng tiếp khách thôi chị ạ. Thật ra lượt này Thiên Định đang thấy được rằng là hiện tại là đang cái sự tích lũy của bất động sản nó đang tăng lên, cùng với lãi suất ngân hàng vẫn đang thấp. Đấy, giá vàng thì tăng đúng không ạ, bây giờ lạm phát thì cũng tăng, đúng là bây giờ mà không bỏ vào bất động sản thì là cái sai lầm rồi. Mua ở đâu thì mua, ít thì mua ít mà nhiều thì ít thì mua mãnh ít tiền mà nhiều thì chúng ta mua mãnh nhiều tiền. Tốt nhất là cứ mỗi năm chúng ta bỏ ra ít nhất số tiền chúng ta kiếm được chúng ta bỏ vào bất động sản, nó cực kỳ hợp lý. Nó là cái tích lũy lâu dài, đừng xác định 1-2 năm làm gì anh chị ạ. Chúng ta hãy xác định là 10 năm, 20 năm. Đấy.
còn ít nó phải tầm khoảng 5 đến 10 năm thôi chị nhá, đừng có 1-2 năm. Là thực ra là thì định có những khách hàng mua cái thời gian rất là sớm, thời điểm đầu mua được hàng chủ đầu tư, nhưng mà người ta chịu không nổi nhiệt đi, thì đến cái thời điểm gọi là thị trường đang tăng lên một tí thì bán mất. Nhưng mà sau khi bán xong thì thị trường nó mới tăng nhiều, tăng ầm ầm. Cũng như giống như là đối với ở Vinhome Ocean Park 1 ấy, thời điểm mở bán đầu tiên là 2018 đúng không ạ? Đấy, thì đến năm 2020 qua 2 năm sau thì giá đã tăng đâu. 2 năm sau giá nó vẫn bằng giá cũ. Thì giá chưa tăng. Đấy, thì cũng sốt ruột đúng không ạ? Thì đến tầm khoảng đến cuối năm 2020 sang đến đầu năm 2021 nó tăng được tí là thấy là nó nhích lên, mỗi căn tăng được 2-3 tỷ là thấy sướng là bán luôn. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được đến cuối năm 2021 sang đầu năm 2022 nó tăng một phát lên hơn 10 tỷ một căn luôn. Đấy, chỉ trong biên độ trong từ 6 đến 7 tháng nó tăng khủng khiếp luôn. Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải kiên trì ở cái gọi là những cái bước cuối cùng cơ. Chứ gọi là chúng ta mà kiên trì nửa vời thì nó cũng không giải quyết vấn đề gì cả. Đúng không ạ? Chúng ta dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà cái thời gian của chúng ta nó kiên trì nó chưa đạt đến độ chín ấy, thì chắc chắn một điều rằng là nó cũng gọi là nó cũng không mang lại một cái lợi ích, gọi là không mang lại một cái thành công tốt, gọi là ý là thành công lớn, mà nó chúng ta chỉ đấy cũng lời, nhưng mà lời chỉ trong gọi là mới được lời một xíu thôi là đã thấy bằng lòng rồi, hoặc là đã chịu không nổi rồi, bằng đấy là chúng ta phải bán đi đấy, giãn nợ ngân hàng rồi. Nhưng mà nếu như mà thực ra đưa ra những cái quyết định, cũng có những cái trường hợp quyết định rất là nhanh. Ví dụ như là thì định có những khách hàng mua Vinhome Ocean Park 2 thời điểm ban đầu, mua thì đầu tiên này mua chênh 1.8 tỷ, nhưng mà trong vòng có một tuần sau là nó chênh còn có 1 tỷ thôi. Đấy, thì lúc đấy đưa ra quyết định là cắt nhanh. Đấy, cắt thật nhanh, dù lỗ cũng cắt. Đấy, nhưng mà chúng ta phải hiểu được một là đưa ra cái quyết định đấy nó lại là chính xác. Đấy, chứ nó gọi là không phải trường hợp nào chúng ta cũng kiên trì, mà trong tùy từng trường hợp đúng không ạ? Có những trường hợp cần phải có sự quyết đoán, cắt nhanh, đấy, cắt lỗ nhanh. Nhưng có những trường hợp gọi là cái thị trường như bây giờ là cái thị trường nó đang trên cái đà tích lũy, thì chúng ta nên nắm giữ và để thật lâu. Còn trước đấy cái thị trường của chúng ta là đã ở cái gọi là cái phần đỉnh rồi, thì nó đang ở cái thời kỳ downtrend, thì chúng ta cắt càng sớm càng tốt. Dù lỗ nhưng mà chúng ta vẫn có cái tính thanh khoản được thì nó vẫn là cái tốt hơn. Còn để càng sâu, càng lún càng sâu thì nó lại càng chết. Còn không chúng ta phải bỏ qua cái thời gian gọi là xuống đáy luôn, đúng không ạ? Cũng giống như chúng ta giữ từ thời điểm đến bây giờ qua tầm 3 đến 4 năm sau đi. Đấy, thì chúng ta xác định mới bán. Thì hầu như là những người mà như thế thì phải xác định là đều là những người gọi là cái tầm tài chính nó lớn. Còn hầu như là những người mà cái tầm tài chính non mà đi đầu tư theo cái kiểu như chộp giật thì chắc chắn một điều rằng là chỉ có thua thôi, chỉ có đứt thôi, chỉ có giảm tài sản thôi. Có những khách hàng mà không được sự tư vấn một cách chuẩn xác không chị ạ? Đôi khi cầm cả gọi là 50 tỷ đi đầu tư, nhưng cuối cùng bây giờ tài sản nhìn lại nó chỉ có tầm còn có 20 tỷ thôi. Đấy, nếu chúng ta được không đầu tư chính xác, mua trong cho 2-3 gọi là 2-3 căn gọi là thương vụ, mua 2-3 căn đến thời điểm gọi là nó giảm xuống, tài sản nó giảm một cách khủng khiếp luôn. Mà khổ một nỗi là khi cái tâm lý không vững ấy, toàn là mua đỉnh rồi lại bán đáy không chị ạ? Ý là cái lúc đỉnh thì mọi người cứ xôn xao, người ta đi mua thì mình cũng lao vào mình mua. Nhưng mà cái lúc đáy thì mọi người gọi là chẳng có gọi là ai đi mua cả. Mọi người cứ theo cái chiều hướng là thông tin tiêu cực. Đấy, nó ám gọi là ám thị vào đầu ấy. Cho nên là luôn luôn trong đầu là giống như là muốn bán đi cho nó đỡ đau đầu, rồi muốn bán đi cho nó đỡ tâm lý, rồi muốn bán đi để cho nó nhẹ nhõm. Đấy, chứ không lúc nào cũng nghĩ tới. Đấy, sau đấy là cuối cùng bán xong thì đúng là bán đáy luôn, bán xong rồi thị trường nó lại tăng lên. Đấy, coi như là toàn ôm hận thôi, đầu tư mà toàn ôm hận là đúng là chỉ có gọi là mất tiền, tài sản mất đi mà nó bay cả gọi là 20-30 tỷ chỉ trong phút mốt thôi. Đấy, rất là nhanh. Cho nên là cái việc mà đầu tư với cái việc tư vấn mà chúng ta nhìn nhận đánh giá thì việc đầu tư nó cực kỳ quan trọng chị ạ. Đấy, cầm được nhiều tiền nhưng mà chúng ta không biết quản lý tiền và chúng ta không biết đầu tư thì chắc chắn một điều rằng là cái đồng tiền đấy nó sẽ không được bền đâu. Đấy, cho nên quan trọng là phải lựa chọn được một cái đơn vị uy tín để tư vấn cho mình, đúng không ạ? Lựa chọn được một cái người gọi là một cái người môi giới có tâm, một cái người tư vấn đầu tư có tâm. Đấy, không những có tâm mà cũng phải có kinh nghiệm này, rồi có những cái gọi là đã trải qua này, thì người ta biết được. Cũng giống như Thiên Định đã chia sẻ rồi, giới thiệu rồi tư vấn rồi hỗ trợ cho biết bao nhiêu khách hàng. Đấy, những cái thời gian gọi là chúng ta phải hiểu được cái thời gian đỉnh gọi là
bất động sản từ năm 2021 đến 2022, có những khách hàng thì định kiếm cho cả 100 tỷ không chị nhỉ? Kiếm cho cả 100 tỷ mà hầu như là đến bây giờ đi nữa, quà có Thiên Định nhận rất nhiều luôn không chị ạ? Đấy, người ta, tại vì người ta mình kiếm tiền được cho người ta mà. Đấy, nói chung là Thiên Định nhận quà từ khách hàng rất nhiều, hoặc là quà là ít đấy, còn là ăn uống rồi nói chung là ăn uống khách cứa là cứ, tại vì gọi là đa số những khách có Thiên Định có những khách ở toàn ở tỉnh nữa cơ, lên là hầu như là toàn đặt lịch trước là ngày mai anh lên rồi anh em mình đi ăn thế này kia kiểu kiểu vậy. Thực ra Thiên Định gọi là Thiên Định hầu như là quà là tiền là Thiên Định không nhận nha chị nhá. Trước giờ là kể cả chỉ Thiên Định khi mà Thiên Định mua bán được là Thiên Định mới nhận tiền. Đấy, ví dụ như Thiên Định mà giao dịch được ấy, bán được cho người ta hoặc là mua được cho người ta ấy, thì có hồng thì Thiên Định nhận. Còn hầu như là Thiên Định chưa bao giờ nhận tiền, kể cả mà đi gọi là dẫn khách đi xem hay là gửi tiền thế này thế kia là không nhận. Hoặc là nếu như trong giao dịch đấy ấy, trong cái việc đang mua bán giao dịch mà có gọi là có lộc, ví dụ như là người ta mua xong người ta cho tiền ấy, thì đấy thì Thiên Định nhận. Còn hầu như là trước giờ không có nhận tiền, ngoài ấy là cái kiểu như là tư vấn tốt hay là anh chị mua được căn này nhưng mà không phải mua qua em, nhưng mà anh chị thấy em thế này thế kia, anh chị gửi em 5 triệu này kia, có nha anh chị nhá. Thiên Định có rất nhiều khách hàng liên hệ cho tiền đấy, nhưng mà Thiên Định không nhận đấy, bảo là anh chị là thấy em là tư vấn rất có tâm nhưng mà anh chị chưa có duyên với em, anh chị mua căn này nhưng mà cũng hầu như trước giờ là anh chị cũng nhờ em mà anh chị mới mua được, thì anh chị xin gửi gọi là kiểu như là chia sẻ, gọi là ý là tặng em ít lộc cái này kia, nhưng Thiên Định không nhận. Đấy, còn quà thì Thiên Định nhận, ví dụ trước đây gọi là có khách cũng tặng đồng hồ này, có khách cũng tặng gọi là tặng cái gì nhỉ, tặng nhẫn này, rồi có khách thì tặng, nói chung là kể ra thì tặng nhiều lắm. Trong nhà có Thiên Định hầu như có cái gì là được nhận hết, cũng hoàn toàn người tặng hết, kể cả sofa cũng tặng, rồi kể cả giường cũng được tặng, rồi kể cả cái gì nhỉ, cái nồi cơm điện cũng được tặng. Ôi giời, toàn được tặng rồi chị ạ. Không, cái đấy là Thiên Định nói đúng nhá, không có nói sai thế nào luôn. Thiên Định có cái gì Thiên Định chia sẻ thật luôn, là được, toàn được tặng rồi đấy, kể cả cái giường, cái tủ, bàn, cái ghế, sofa, nồi cơm điện đấy, toàn được tặng rồi, là toàn khách tặng rồi. Thực ra là mình cái những cái đấy nó cũng không đáng bao nhiêu, nhưng mà nó là cái tấm lòng của người ta chị ạ. Thật sự luôn, người ta bảo cái quà nó cũng nó tình cảm lắm. Đấy, đồng tiền thì người ta khác chuyển khoản cho mình nhận cái là xong, nhưng mà đúng là cái những cái quà của khách hàng Thiên Định rất là quý luôn đấy, rất là thích luôn đấy. Nó không đáng cái gì nhưng mà đúng là những cái món quà của khách hàng kiểu như là mình nhớ luôn đấy. Thiên Định có cái nồi cơm điện mà khách hàng Tết tặng cho Thiên Định từ cái Tết năm trước, là cái khi trước khi về nhà mới, mà nấu ăn ngon lắm rồi chị ạ. Nói chung là đúng là mình nhớ luôn đấy, tặng cho mình cái nồi cơm điện. Mà nồi cơm điện xịn lắm, nồi cơm điện cúc cu của sách tay của chả biết sách tay ở đâu về, nhưng mà anh bảo anh nhận, anh sách tay đúng 5 cái thôi. Đấy, anh sách tay đúng 5 cái mà về tặng cho Thiên Định, còn đâu là 4 cái kia là tặng cho người thân của anh ấy đấy. Mà sách tay đúng 5 cái nồi mà cuối cùng là tặng cho Thiên Định. Đấy, cho nên là hầu như tình cảm của anh em mà đã mua bán xong ấy, đã hiểu nhau rồi thì cái tình cảm nó càng ngày nó càng đi lên, nó càng thắm thiết của anh chị ạ. Ok, Thiên Định xin chân thành cảm ơn toàn thể chị đã theo dõi video của Thiên Định. Chúc anh chị chúng ta luôn sức khỏe, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Và hãy ấn nút đăng ký theo dõi để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé của Thiên Định nha. Và nếu như cần có cái sự tư vấn tận tâm, chi tiết cũng như là chính xác, thì hãy add Zalo Thiên Định, hoặc là có thể là gọi điện trực tiếp Thiên Định qua số điện thoại là 0933 313 931. Thiên Định sẽ giúp cô chú chúng ta có cái nhìn tổng quát để ra quyết định đầu tư hợp lý của chị nhé. Ok, Thiên Định xin chào và hẹn gặp lại toàn thể những video tiếp theo. Thiên Định xin chào.